Con xin được lướt qua đôi nét về tiểu sử của Đức cha Pierre Lambert Lamotte. Đức cha Pierre Lambert Lamotte sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1624. Ngài được rửa tội tại nhà thờ Saint-Jacques, giáo phận Lisieux, Calvados ở miền Tây Nam của nước Pháp, vùng Normandy. Ngài là con trai cả trong gia đình có 7 chị em, và người em trai út của ngài là Nicolas Lambert cũng làm linh mục và cũng đi truyền giáo. Nhưng trên đường truyền giáo, cha Nicolas Lambert đã qua đời trên đường truyền giáo và chưa đến được vùng đất truyền giáo ở Viễn Đông. Từ tuổi niên thiếu, cậu bé Pierre Lambert Lamotte đã tỏ ra là một con người rất đạo đức thánh thiện, qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, giúp lễ, tham gia các đoàn thể tông đồ trong giáo xứ của ngài. Và trải qua hành trình cuộc sống với những công việc, nhất là với nghề nghiệp liên quan đến tòa án, cho đến năm 30 tuổi, ngài mới quyết định đi theo con đường ơn gọi. Và ngài được chịu chức linh mục ngày 27 tháng 12 năm 1655. Sau đó, ngài bắt đầu dấn thân vào công cuộc truyền giáo cho vùng châu Á, Viễn Đông. Ngài được Đức Thánh Cha Alexander thứ 7 ngày 29 tháng 7 1658 chọn ngài cùng với cha François Balue làm giám mục. Ngài là giám mục hiệu tòa Béric và Đức cha François Balue làm giám mục hiệu tòa Heliopolis. Qua tông sắc Apostolatus Officium, tiếp theo đó ngày 9 tháng 9 năm 1659 qua tông sắc Super Cathedral, Đức Thánh Cha Alexander thứ 7 đã chính thức bổ nhiệm hai vị giám mục này làm giám mục đại diện tông tòa, Đức cha Pierre Lambert Lamotte giám mục đại diện tông tòa giáo phận Đàn Trong, và Đức cha François Balue là giám mục đại diện tông tòa giáo phận Đàn Ngoài. Và như Đức cha Giuse đã vừa trình bày, khi công đồng Ayutthaya kết thúc thì Đức cha François Balue phải trở về Roma để trình với tòa thánh và xin tòa thánh phê chuẩn kết quả của công nghị Ayutthaya. Vì vậy mà Đức cha Pierre Lambert Lamotte được Đức cha François Balue trao phó giáo phận Đàn Ngoài với vai trò là giám quản tông tòa. Và chính trong bối cảnh đó mà Đức cha François Balue, Đức cha Lambert Lamotte, ngài đã có dịp đi kinh lý ở giáo phận Đàn Ngoài. Hành trình truyền giáo của Đức cha Lambert Lamotte, ngày 11 tháng 6 năm 1660, Đức cha Pierre Lambert Lamotte được Đức Tổng Giám mục của giáo phận thành Tours tấn phong giám mục tại nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng ở Paris, Đức cha Victor Le Poutillier. Và ngay sau đó, cũng trong năm 1660, ngài bắt đầu hành trình lên đường đi truyền giáo, và cuộc hành trình kéo dài 2 năm 2 tháng mới đến được vùng đất truyền giáo ở Viễn Đông. Và ngài đến Ayutthaya trong bối cảnh lúc này những vùng đất ở Trung Hoa, ở Việt Nam, Đàn Ngoài, Đàn Trong đang gặp thử thách bách hại. Cho nên ngài, các ngài cho dù là tìm nhiều cách thế để đến giáo phận được tòa thánh trao phó nhưng chưa thể được. Và vì vậy mà các ngài chọn Ayutthaya để làm trung tâm chỉ đạo công cuộc truyền giáo cho các địa phận mà các ngài được trao phó ở Đàn Ngoài và Đàn Trong cùng với 10 tỉnh ở Trung Hoa. Khi là giám quản của giáo phận Đàn Ngoài, Đức cha Pierre Lambert Lamotte đã đi kinh lý một lần ở Đàn Ngoài. Với Đức cha François Balue,
Khi Ngài đến được Ayutthaya, Ngài lên đường từ năm 1662 và đến 1664, Ngài đến Ayutthaya và ngay lập tức hai vị giám mục cùng với các thừa sai đã tổ chức công nghị Ayutthaya. Và công nghị Ayutthaya qua đó, công nghị này định hướng rất quan trọng cho công cuộc truyền giáo của giáo hội tại vùng Viễn Đông, gồm Trung Hoa, Việt Nam và các vùng lân cận. Theo định hướng của Đức Alexander thứ bảy qua tông sắc Suppe Cathedram và với bản huấn thị 1659, Instruction 1659, công nghị Ayutthaya đã cụ thể hóa những chỉ thị của tòa thánh để qua công nghị này hình thành một văn kiện rất quan trọng cho công cuộc truyền giáo, không những cho giáo phận đàng ngoài đàng trong, mà văn kiện này trở thành văn kiện lịch sử truyền giáo cho cả thế giới. Văn kiện có tên Modita ad Missionarios, hay là trong tiếng Pháp Instruction aux Missionnaires, những chỉ dẫn cho các thừa sai. Và công nghị này đặt nền tảng vững chắc cho công cuộc truyền giáo của giáo hội ở vùng Viễn Đông và tại Việt Nam chúng ta cho đến ngày hôm nay. Công nghị này cũng theo định hướng của Tòa Thánh, Thánh Bộ Truyền Giáo chỉ định rất rõ ràng cho hai vị giám mục lý do chính yếu thúc đẩy Thánh Bộ cử chư huynh đến sứ truyền giáo ấy là để lo đào tạo và thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ. Mục đích quan trọng hàng đầu và trước tiên mà từ phía Tòa Thánh chỉ đạo cho hai vị giám mục là lo đào tạo và thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ, lo giáo dục thanh niên để giúp họ có đủ khả năng lãnh nhận chức linh mục. Và đây cũng chính là định hướng mà trước đó cha Alexander Roth từ năm 1649 cho đến năm 1652, cha Đắc Lộ đi vận động để xin tòa thánh gửi giám mục đến Việt Nam. Và cha Đắc Lộ từ kinh nghiệm truyền giáo ở Nhật Bản, ở Ethiopia, khi mà chưa thiết lập được hàng giáo sĩ bản xứ, giáo hội ở Nhật Bản bị bách hại và sớm sụp đổ, lý do là bởi vì chưa thiết lập được hàng giáo sĩ bản xứ. Đây có thể nói cho Đắc Lộ chỉ cho Thánh Bộ thấy là yếu tố sống còn của giáo hội còn non trẻ bị bách hại tại Việt Nam. Và các đức cha theo chỉ thị của Thánh Bộ truyền giáo đã thực hiện điều đó trước tiên. Và rồi trải qua cuộc hành trình truyền giáo, các ngài đã đạt được rất nhiều những thành quả, nhất là với đức cha Pierre Lambert de Lamothe. Con xin lướt qua về những chuyến đi kinh lý của đức cha Pierre Lambert de Lamothe. Với đức cha François Baluy, ngài là giám mục đại diện tông tòa giáo phận đàng ngoài, nhưng chưa một ngày nào ngài được đặt chân đến giáo phận của ngài. Và sau đó, ngài từ chức giám mục giáo phận đàng ngoài để rồi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục Phúc Kiến. Nhưng đến Phúc Kiến, chỉ trong vòng 7 tháng thi hành nhiệm vụ, đức cha François Baluy qua đời ở Phúc Kiến. Còn với đức cha Pierre Lambert de Lamothe của chúng ta, khi làm giám quản tông tòa thay cho đức cha François Baluy, ngài đã đi kinh lý ở giáo phận đàng ngoài vào năm 1670. Tại đàng ngoài, ngài tổ chức lễ phong chức linh mục và là lễ phong chức linh mục đầu tiên trên đất Việt Nam cho 7 thầy giảng. 7 thầy giảng được phong chức trên một chiếc ghe ở sông Hồng. Và ngài tổ chức công nghị tại Phổ Hiến ở Hưng Yên. Và ngài cũng thành lập dòng mến thánh giá tại Phổ Hiến ngày 19 tháng 2 năm 1670. Những thành quả mà đức cha Lambert de Lamothe đã đặt cho giáo hội Việt Nam, và cũng trong cộng đồng Phổ Hiến này, đức cha Lambert de Lamothe đã chọn
Thánh Giuse là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam, và việc chọn bổn mạng này đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 10 phê chuẩn qua kết quả của công đồng phổ hiến. Cho đến ngày hôm nay, Giáo hội Việt Nam vẫn nhận Thánh Giuse là bổn mạng từ công đồng phổ hiến do Đức cha Lambert de la Motte, ngài đã chọn và được Đức Giáo hoàng phê chuẩn. Sau khi đi kinh lý ở đàn ngoài, ngài trở về lại Ayutthaya, và tiếp theo đó năm 1671, Đức cha Lambert de la Motte đi kinh lý ở giáo phận Đàng Trong thuộc quyền đại diện tông tòa của ngài, và ở giáo phận Đàng Trong ngài cũng phong chức linh mục. Ngài là thành lập dòng thánh giá tại An Chỉ vào khoảng tháng 12 năm 1671, và ngài cũng tổ chức công đồng tại Hội An để đặt nền tảng cho công cuộc truyền giáo ở giáo phận Đàng Trong. Và sau khi chuyến kinh lý ở Đàng Trong trở về lại Ayutthaya, Thái Lan, ngài đã đem theo các chúng sinh, các thầy giảng để cho học đào tạo tại chủng viện Ayutthaya. Sau chuyến đi kinh lý lần thứ nhất ở Đàng Trong, Đức cha Pierre Lambert de la Motte với lời mời của chú Nguyễn lúc bấy giờ, ngài lên tàu, được tàu của chú Nguyễn đến tận Thái Lan đón rước, và ngài lên tàu và lần này đi kinh lý một cách công khai. Ngài đến Hội An, đến Huế, ngài được tự do rao giảng, ngài tổ chức lại giáo hội ở vùng Đàng Trong, phong chức linh mục, bổ nhiệm các linh mục, tổ chức lại các cơ sở truyền giáo ở Đàng Trong. Và sau chuyến đi kinh lý này, ngài trở về Ayutthaya vào năm 1672. Con xin nối qua về việc thành lập hàng giáo sĩ bản xứ, công trình mà Đức cha Lambert đặt nền tảng vững chắc cho Giáo hội Việt Nam đến ngày hôm nay. Với Đức cha Lambert, theo chỉ thị của Tòa Thánh, ngài ưu tiên trong công đồng Ayutthaya, với chỉ thị lo đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ, cho nên ngài thành lập chủng viện tại Ayutthaya là chủng viện đầu tiên của Giáo hội Việt Nam. Từ năm 1667, chủng viện cho Giáo hội Việt Nam được thành lập cho vùng Viễn Đông, không những cho Việt Nam mà cho các quốc gia lân cận gửi chúng sinh đến đây để đào tạo linh mục. Nhưng khi mà chưa đào tạo được những ứng viên linh mục, thì rất sớm từ hội thầy giảng mà trước đây cha Alexander Roth đã giới thiệu với Thánh Bộ truyền giáo, cho nên năm 1668, Đức cha Lambert de la Motte đã phong chức cho vị linh mục người bản xứ Việt Nam đầu tiên ngày 31 tháng 3 năm 1668, đó là cha Giuse Trang. Năm 1669, ngài phong chức linh mục cho vị linh mục người Đàng Trong thứ hai. Và tính cho đến cuối đời của Đức cha Pierre Lambert de la Motte, ngài đã phong chức cho 15 linh mục Việt Nam bản xứ, trong đó 11 vị ở đàng ngoài và 4 vị ở Đàng Trong. Như vậy, qua đó cho chúng ta thấy công trình lớn và đặt nền tảng vững chắc cho Giáo hội Việt Nam, đó là việc thành lập hàng giáo sĩ bản xứ. Và như Thánh Bộ truyền giáo cũng như qua cha Alexander Roth, đây là yếu tố mang tính cách sống còn cho Giáo hội Việt Nam trong bối cảnh lúc bấy giờ đang bị bách hại thử thách. Và hệ quả của việc thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ này cho đến ngày 24 tháng 11 1960, Đức Thánh Giáo hoàng John 23 đã chính thức thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Liên quan đến việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, ở đây trong một tác phẩm được viết lại,
khi mà đức cha Lambert de la Motte được rửa tội với tên thánh là Pierre Ferro, thì tác giả của cuốn sách về cuộc đời của đức cha Lambert de la Motte đã có một đoạn viết như sau: khi mà lãnh nhận bí tích rửa tội với tên thánh là Ferro, trong tác phẩm về cuộc đời của đức cha Lambert de la Motte, ngài đã nổi lên như là một lời tiên tri. Tên thánh của ngài là Ferro, để rồi qua đó ngài như là thiết đặt nền tảng vững chắc cho các giám mục khi tự hỏi sau này tôi có thể đi tu thành những vị tu sĩ không. Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mình không thấy thích gia nhập một nhà dòng nào, bởi các vị tu sĩ ấy xem ra không có một đời sống đạo đức hoàn thiện. Nhưng trong tâm trí tôi nảy sinh một ý tưởng về một mẫu người phù hợp khác, và tôi bị cuốn hút theo mẫu người đó, là những người mang tên thánh giá. Và rồi trong cuốn về cuộc đời của đức cha Lambert de la Motte, khi chọn thánh Ferro làm bổn mạng của ngài khi lãnh nhận bí tích rửa tội, đức cha như nổi tiên tri trước về ngài như là nền tảng để cho việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Và ngài qua tên thánh Ferro đó, ngài như là để dẫn đưa các giám mục tại vùng Viễn Đông, tại Giáo hội Việt Nam sống trong sự vâng phục Tòa Thánh, trong sự hiệp nhất với Tòa Thánh, để rồi từ việc thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ đưa đến ở đây chúng ta thấy được rửa tội với tên thánh Ferro. Dường như Thiên Chúa quan phòng đã muốn dùng điềm báo tốt lành đó để nhấn mạnh việc sau này khi Tòa Thánh gửi các đại diện tông tòa đến truyền giáo ở Trung Quốc, ở các xứ lân cận, đức cha de la Motte sẽ là nền móng cho hàng giáo phẩm của giáo hội mới mẻ đó. Chính ngài sẽ làm cho các dân tộc nhìn nhận và tôn kính quyền bính của thánh Phêrô. Như vậy, ở đây có thể nói công trình của đức cha Pierre Lambert de la Motte để lại và đặt một nền tảng rất vững chắc cho giáo hội Việt Nam đến ngày hôm nay, với giai đoạn trưởng thành mà Hội Thánh Việt Nam qua việc Đức Thánh Gioan 23 khởi đi từ đức cha Lambert, thành lập hàng giáo sĩ bản xứ, thành lập dòng mến thánh giá. Và với đường hướng linh đạo của ngài, như đức cha Giuse đã trình bày, đó là con đường thập giá, đó là Đức Kitô chịu khổ nạn. Và con nghĩ đây cũng chính là đường hướng cho tất cả giáo hội, mọi Kitô hữu, mọi thành phần trong giáo hội, nhất là cho công việc đào tạo linh mục ở các chủng viện tại Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, sống theo con đường của đức cha Pierre Lambert de la Motte. Cuối cùng, con xin cảm ơn quý đức cha, cảm ơn quý cha, cảm ơn quý sơ và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe một đôi nét về đức cha Pierre Lambert de la Motte, vì tôi tới Chúa mà chúng ta mừng lễ dỗ hôm nay.